Cái này cái lâm dồ nha các bạn, có người kêu cây đề trắng. Cái cục chỗ này là khoảng 87 dòng xét. Nguyên cái cục để sửa nằm trong cái chậu các bạn, gọn nằm trong chậu. Nhổ ra trong cái chậu luôn nè. Hai phần nữa. Cái này nóng vào thùng xốp. Dùng ít có khúc à. Tại mình làm thử ngón tay, ngón tay lúc này tròn nhìn cũng đẹp lắm. Dây trắng nhà một càng cũng tính rồi. Dạ yeah. Cao khoảng 40 các bạn, 40 cm à. Đây ngang khoảng 45. Nó thành lý luôn các bạn ơi, hồi xưa mùi từ này xưa nhỏ trong chậu, hồi xưa nó nằm trong cái chậu nhỏ bó để hôm nay mới nhổ. Làm để vô này con miếng để trắng. Kiện con gòn gãy rồi.